Lộc xin chào tất cả mọi người. Sáng hôm nay thì Lộc sẽ quay lễ hội Tắp Bè Bồ Đề Ghe Nha Trang. Năm nay lễ hội Tắp Bè thì cũng diễn ra trúng ngày lễ 30/4, 1 tây tháng 5 mọi người. Hiện tại là rất đông người dân đang đi vào để dự lễ hội Tắp Bè sáng nay. Hôm nay cũng là ngày thứ hai diễn ra lễ hội rồi mọi người. Hiện tại là Lộc đang đứng phía trước Tắp Bè. Đây đường cái rất xe rất là đông luôn. Bây giờ thì Lộc sẽ đi vào bên trong sẽ quay lễ hội Tắp Bè để mọi người xem ha. Quá là đông luôn mọi người. Năm nay thì cũng là năm đầu tiên mà Lộc đi quay lễ hội mọi người. Mấy năm trước thì Lộc chỉ có quay Am Chúa và Suối Đổ thôi. Kiểu đây thì bữa có rước lễ rước cung nghinh Thánh Mẫu mọi người. Nên là ngày đó thì Lộc đi quay ngày hội Thái Diều rồi. Nên Lộc không có xuống quay để mọi người xem ha. Xe thì Lộc dựng ở bên chỗ bên Tháp Bè mọi người. Sáng hôm nay cũng rất đông người dân đi đi đến lễ hội Tắp Bè. Lộc thì người ở Diên Khánh mọi người nên sẽ đưa chứng minh nha. Còn khách nước ngoài nè phải mua vé nha mọi người. Đó hiện tại là đây tháp Thiên Y Thánh Mẫu, người dân khách thập phương ở xe cũng đem mua vé nè và khách du lịch nè. Vậy là sáng hôm nay thì Lộc sẽ đi lên quay lễ hội tại Tháp Bè để mọi người xem ha. Bây giờ thì Lộc sẽ đi qua bên chỗ bên lối bên đây để đưa chứng minh để đi lên nha mọi người. Thì lễ hội Tháp Bè sẽ diễn ra từ kể ngày về đêm mọi người, sẽ diễn ra 3 ngày. Bây giờ thì cũng 8 giờ mấy sáng mọi người, rất là nắng luôn. Thời tiết Nha Trang tháng này rất là nắng luôn. Rất đông người dân đang đứng phía trước Tháp Bè để chụp hình nè. Đây, Lộc sẽ quay đứng dưới đây sẽ quay toàn cảnh Tháp Bè để mọi người xem ha. Thường là khách du lịch đến Tháp Bè mọi người. Đây là một điểm rất là nổi tiếng tại Nha Trang luôn. Chắc chắn thì xe trong mẫu thì sẽ không có quay được vào được mọi người. Tại vì ở dưới Nha Trang thì trong tháp thì cấm quay bên trong. Nên Lộc chỉ quay tổng quan phía ngoài thôi. Lộc có thấy rất là nhiều người chăm mọi người đến tham dự lễ hội Tháp Bè. Rất đông người dân tộc Chăm luôn. Thì đoàn sẽ dân hương ở phía trên, sau đó thì sẽ xuống dưới đây sẽ múa bóng nha mọi người. Sáng hôm nay thì cũng chưa múa bóng hết mọi người. 8 giờ mà chưa thấy. Đây đoàn cũng đang lên tới cây này mọi người để chuẩn bị cúng nè. Đây mà làm một cái dàn sân khấu. Này đơm đẹp ghê quá. Rất đẹp luôn mọi người. Rất là thu hút khách du lịch luôn. Quá là đông luôn. Nè, người ta đang làm để ta lên cúng nào anh Tùng. Bây giờ thì Lộc sẽ đi lên trên mẫu luôn nha. Người dân thì đang ở dưới đây để xem chút xíu nữa thì sẽ xem múa bóng nha mọi người.
Sáng hôm nay cũng là ngày thứ hai diễn ra lễ hội rồi. Năm nay lễ hội Tắp Bè diễn ra cũng đợt lễ mọi người, nên lượng khách thập phương ở xe về rất là đông luôn. Đoàn đang chuẩn bị hầu. Hiện tại là ở Xú Đổ và em chú cũng đang hầu mọi người, nên Lộc quay hôm nay thì đi đến Tắp Bè. Mới vừa quay xong lễ hội Xú Đổ rất là mệt luôn. Đây, khách thập phương cũng đang đi lên trên mẫu mọi người. Wow. Sáng hôm nay rất là đông người dân luôn. Thời tiết ở Nha Trang hiện tại là rất là nóng luôn và nắng luôn mọi người, nhưng mà lên Tháp Bè rất là mát. Với những cái cây rất là mát luôn. Nói chung là ở phía dưới Tháp Bè thì rất là rộng luôn, nên dưới đây thì cũng không có đông như cái lễ hội Xú Đổ nữa. Đây là nhà chờ vào tháp mọi người. Đó, hiện tại là đồn Lộc coi đây là đồn nào nha. À, đây là đồn Túc Quyên Linh Tự mọi người. Khu đây thì không có cho vào. Đây là đồn Trúc Quyên Linh Tự. Đồn này bữa Lộc có quay trên Xú Đổ rồi mọi người. Đồn này rất là đông luôn. Xíu nữa thì đoàn Trúc Quyên Linh Tự xuống hầu ở phía dưới thì Lộc sẽ quay cho mọi người xem á. Hiện tại là đoàn đang vào dân hương rồi. Sau dân hương thì sẽ múa hầu ở phía dưới với mọi người. Rất đông người dân ở xe cũng đến chụp hình khá là đông. Đi vòng vòng ở phía sau đã quay cho người xem không ạ. Cái đồn cũng đang đơm đồ để chuẩn bị cúng mẫu này mọi người. Đơm những cái tháp rất đẹp luôn. Wow. Hiện tại là khu ở phía sau đây thì ở tại Tháp Bè có dựng một cái rạp để cho khách thập phương ở xe về ở lại rồi mọi người. Ở đây khá là đông ở sau luôn. Tháp Bè là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng tại Nha Trang nha, khi mọi người đi du lịch ha. Lộc thấy đa số là toàn người Chăm không mọi người.
trăm cũng đang xúc trái cây để cúng. Đông quá là đông luôn. Mày bồ đạp bâu, mày bên đây thì hiện tại là du khách đang chụp hình đó mọi người. Đây không gian phía sau rất là rộng luôn. Lộc mới quay có một chút mà để đổ mồ hôi rồi mọi người, rất là mệt luôn. Tại vì năm nay Lộc mới vừa quay lễ hội Am Chúa sau đến lễ hội Suối Đổ. Hôm nay Suối Đổ mà về Am Chúa đang hồng nên Lộc quay không nổi luôn mọi người, rất là mệt luôn. Ở đằng sau đây thì có bán những đồ quà lưu niệm nè, quần áo nè, rất là nhiều các thứ luôn. Sau đây có một cái gian vẽ tranh mọi người. Đây sau có những pho tượng nè. Mới tới 9 giờ, 8 rưỡi 9 giờ mà nắng quá. Đây. Đây bán rất là nhiều loại dây chuỗi luôn rồi. Hôm qua thì chắc đông hơn hôm nay mọi người. Phía sau này cũng đang đem cái cây cúng. Thường đa số tháp bè là người chăm đến nhiều hơn mọi người. Đứng phía sau là quay cảnh phía sau tháp để mọi người xem ạ. Bên trong thì mẫu thì Lộc cũng có vào được mọi người. Đi vào lạy thì được nhưng mà quay thì người ta không chắc chắn là người ta sẽ không có quay rồi. Tại vì Lộc quay nhiều lần rồi. Chỉ có tắt máy quay là sao vô vào trong mẫu để quay cho người xem thôi. Cho anh quay cái em ơi. Không làm tao lấy gì lấy. Phía trước thì làm có làm một cái hai cái cổng hoa mọi người. Ban tổ chức xin thông báo thời gian gọi lễ mẫu của các đoàn từ 8:30 đến 8:45. Đoàn chức phim liên tử,
từ 9 giờ đến 9 giờ 15 đoàn Hương Đăng, từ 9:30 đến 9:45 đoàn. Tôi Lộc sẽ trước để quay cho mọi người xem á. Sau đó thì Lộc sẽ quay đoàn Trúc Quyên lên tự hậu đồng ở phía dưới để mọi người xem luôn. Rồi rất đông người dân tộc tôi mà. Đèn cúng. Tại vì ở phía dưới tắc bè rộng rất là rộng luôn, nên lượng khách đông cỡ nào thì không có kẹt cổ người. Đang chờ để chuẩn bị dân hương mọi người. Càng đông mà càng nóng mọi người. Đây đứng đây mọi người có thể thấy được cầu sân bóng nè. Đây nhìn cái tên này toàn tổng quan luôn mọi người. Ở phía xa xa kia là cầu Trần Phú, đó là cửa biển luôn mọi người. Hai cầu luôn, một cầu phía xa, phía trên kia là cầu Trần Phú nha, đây là cầu sân bóng. Đông quá là đông. Tại là phía dưới đang hầu mọi người. Thường khách Trung Quốc ngồi rất là nhiều luôn. Đoàn Trúc Quyên là tự đoàn này ở như ở Gia Lai, Đắk Lắk vậy mọi người. Tháp lớn này là thờ mẫu của trong đó mọi người. Đây là những bà con thập phương đang đứng một bên để dâng hương cho mẫu.
trước một cái sân khấu để chuẩn bị xem đoàn hậu mọi người. Để mọi người xem á. Thì để xuống để quay hậu cho mọi người xem luôn. Lâu lâu lễ hội thì Lập sẽ quay dài dài xíu để mọi người xem nha. Thank you.
giờ cũng bắt đầu đi rất là đông luôn. Sáng hôm nay thì Lộc cũng quay lễ hội tại Tách Bè đến người xem á. Bây giờ thì Lộc cũng xin kết thúc video nha. Thì mọi người nhận video sau nha. Xin chào tất cả mọi người.